Thầy Mẫn chào các anh chị phụ huynh và các bạn học sinh thân mến. Để anh chị và các bạn hình dung về khóa luyện thi cấp tốc vào lớp 6 các trường chất lượng cao và phương pháp học trực tuyến hiệu quả nhất, thầy sẽ dành ít phút để giới thiệu. Trước tiên là về chương trình, thầy sẽ giảng 10 chuyên đề trọng tâm nhất, 10 chuyên đề trọng tâm nhất chia gồm 40 buổi học. Mỗi buổi thầy sẽ đưa ra từ 4 đến 6 dạng toán điển hình nhất mà chúng ta thường gặp trong các đề thi. Ở mỗi ví dụ như vậy, thầy sẽ phân tích đề bài, đưa ra gợi ý hướng giải và cùng các bạn giải đến đáp số, được chưa nào? Sau mỗi buổi thầy sẽ có 20 bài tập về nhà để các bạn có thể tự củng cố lại kiến thức, đồng thời tham khảo lời giải chi tiết nếu không làm được. Đấy. Vậy tổng cộng qua 10 chuyên đề, chúng ta sẽ có 1.000 bài tập có lời giải chi tiết để các bạn có thể tham khảo. Ngoài hệ thống chuyên đề ra, thầy sẽ chữa 10 đề thi thật của các trường như trường Am, trường Lương Thế Vinh, trường Nguyễn Thị Thành, trường Cầu Giấy, kèm theo một file gồm 30 đề thi thật có đáp án của các trường chất lượng cao tại Hà Nội. Một phần quan trọng không thể thiếu được ở chương trình đó là gì? Đó là việc hỗ trợ giải đáp. Bất kỳ khi nào các bạn học bài hay xem lời giải bài tập về nhà hoặc không giải được bài tập, các bạn đều có thể nhờ anh chị hoặc bố mẹ kết nối với thầy qua điện thoại, Zalo hoặc Facebook. Thầy sẽ trực tiếp hỗ trợ các em khi hiểu. Dù sao, cái việc hỗ trợ qua lời nói sẽ dễ hiểu hơn là việc chúng ta đọc, đúng chưa nào? Phần thứ hai, thầy muốn đưa ra cái phương pháp học trực tuyến sao cho hiệu quả nhất. Bây giờ thì thầy biết rằng đa số các bạn đều đã đi học ở trung tâm hoặc câu lạc bộ toán rồi, đúng không? Vậy cái việc sắp xếp thời gian là tương đối khó. Trong trường hợp các bạn khó sắp xếp được thời gian thì sao? Ở trung tâm thì các thầy cô các bạn giảng rất hiểu rồi, đúng không? Rất dễ hiểu rồi. Còn về nhà khi chúng ta ôn bài hoặc làm bài tập mà thầy cô giao ấy, thì nó gặp phải vấn đề gì? Có những chỗ chúng ta không hiểu. Hoặc có những bài tập về nhà chúng ta không thể làm được. Không hiểu vì sao? Vì chúng ta không nhớ. Hoặc khi thầy giáo giảng chúng ta không tập trung hoặc chúng ta không biết chưa đủ. Thế vậy chúng ta làm thế nào? Chúng ta phải có người hỏi, đúng không? Không biết hỏi ai. Đấy. Hoặc là có thể hỏi được nhưng rất hạn chế. Vậy thì thầy hướng dẫn các bạn là gì? Các bạn vào khóa học thầy và tìm đến cái chủ đề tương ứng mà chúng ta đang mắc phải. Chúng ta nghe lại thầy giảng, đồng thời xem lại 20 bài tập mà thầy cho về nhà. Bởi vì có lời giải mà, khi đấy chúng ta sẽ vỡ ra, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề chúng ta đang mắc phải, đúng không? Trường thứ hai là bạn có thể sắp xếp được thời gian để học trực tuyến. Vậy thầy khuyên bạn hãy cho mình một thời khóa biểu cụ thể như là khi chúng ta đi học ở trung tâm vậy nhá. Thời khóa biểu cụ thể. Việc thứ hai là chúng ta phải cần tập trung nghe thầy giảng và không cần ghi chép. Vì sao lại không cần ghi chép? Bởi vì tất cả các bài tập, ví dụ của thầy đều có lời giải chi tiết đính kèm. Các bạn có thể xem trực tiếp trên máy hoặc nhờ bố mẹ in ra để chúng ta xem, đúng không? Điều thứ ba là gì? Ở mỗi buổi học các bạn nên làm cái bài tập tự luyện thầy cho để chúng ta củng cố, hoặc ít ra các bạn hãy in hoặc xem trên máy đáp án hoặc lời giải chi tiết của 20 bài tập này, đúng không? Và nhớ nhá, chúng ta cần xem. Và điều không quan trọng và một điều quan trọng nữa là gì? Là thầy vẫn nhắc rồi, chúng ta sẽ hỏi ngay khi chúng ta mắc phải một vấn đề gì đấy, chưa? Và còn đây là kênh kết nối của thầy qua điện thoại Zalo và Facebook. Các anh chị và các bạn hãy lưu lại để chúng ta có thể hỏi đáp ngay khi cần. Đấy. Từ giờ đến lúc thi cũng không còn bao nhiêu nữa. Thầy chúc các bạn sẽ có một kế hoạch học tập sao cho hiệu quả nhất để chúng ta có thể thi được vào trường ưng ý nhất mà chúng ta dự kiến. Thầy chào các bạn.